này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán bố thí ba la mật đa và tướng của bố thí ba la mật đa là không mà học nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tướng của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán pháp không nội và tướng của pháp không nội là không mà học, nên quán pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh và tướng của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán chân như và tướng của chân như là không mà học, nên quán pháp giới, pháp bánh tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ và tướng của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không mà học. Như vậy thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học. Này thiện thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán thánh đế khổ và tướng của thánh đế khổ là không mà học nên quán thánh đế tập diệt đạo và tướng của thánh đế tập diệt đạo là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán bốn niệm trụ và tướng của bốn niệm trụ là không mà học nên quán bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo và tướng của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán bốn tịnh lự và tướng của bốn tịnh lự là không mà học nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc và tướng của bốn vô lượng bốn định vô sắc là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học